Thì em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 550 của shop em nha. Và hôm nay thì lên rất là nhiều những mẫu cần này, đa dạng những mẫu cần từ cần tay cho đến cần lua này. Còn hôm nay có một cây Ikada của Dawa nha các anh. Ikada Dawa này cho các anh câu bè no gì chắc hơn nha. Và những mẫu cần lua, và hôm nay thì em có một combo cần lua. Đấy, một combo thì bao gồm là một cây cần lua máy ngang này, 5 khúc nha. Nó thu gọn rất là nhỏ gọn luôn, chỉ 48cm thôi. Và sẽ bao gồm đi kèm cho các anh một con máy lua tay trái, một cuộn dù, một con nhái hơi và một cái móc khóa nha, một bịch móc khóa. Và những mẫu cần ISO ạ. ISO hôm nay có ISO khoen nhỏ này, Dawa, NFT và Shimano, có cả cây chế độ zoom. Và còn 3 khúc cán vợt 6m và còn lua 1 khúc nha các anh. Cuối video thì sẽ có cần 3 khúc ạ. Và giá trên video là chưa bao gồm phí ship nha các anh. Phí ship của mỗi đơn cần này sẽ là 40.000. Các anh thanh toán trước hoặc là mua từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và các đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên góc màn hình hoặc là các bạn Zalo với em qua số 0933 111 365 nha. Và đầu tiên sẽ là một cây cần fit trong này, full fit trong, còn của hãng Dawa, fit đẹp nha các anh. Chiều dài cần sẽ là 5m. Tay cầm được cuốn chỉ này, rất chắc chắn. Góc cần là góc 22.7 ly nha. 22.7 ly. Và ngọn của nó ngọn 0.6 ly. Để mời các anh xem, ngọn 0.6 ly ạ. Này, ngọn 0.6 ly. Thì fit thì nó sẽ rất là dẻo dai luôn nha. Rất dẻo dai. Này, cho các anh bò cá có cảm giác này. Cong vuốt cây cần luôn. Chiều dài 5m. Ngọn 0.6, ngọn 0.6 ly và trọng lượng của cây này là 203 g nha các anh. 203 g. Này, fit thì nó sẽ hơi mềm một tí. Ra nó hơi dịu xuống một tí này, nhưng mà không quá dịu đâu. Độ cứng tầm 2.5H. Nó hơi dịu xuống một tí thôi nha. Này, full fit trong rất là đẹp nha các anh, cần rất dịu dai luôn. Trọng lượng 203 g, mã số 1 giá 350 nghìn. Còn mã số 1 nha, giá 350 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 sẽ là một cây cần tay lóng ngắn nè, có đi kèm túi vải cho các anh lựa cần. Hãng Tactic Enjoy, cây này của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Và chiều dài của nó là 4m5. Chiều dài cần 4m5 ạ. Góc cây này góc 19.3 ly. Và ngọn sẽ là ngọn 0.7 ly. 0.7 ly cho các anh. 4m5 thì câu sông hồ nè, dòng trôi dòng chết thoải mái. 4m5 ạ. Độ mới cao nha các anh. Cái này thì bên ngoài nó xước xác, vận chuyển về nó có xước xác li ti thôi. Còn bên trong của nó tầm 90-95% luôn. 90-95%. Bên trong còn đẹp nè. Và cần ra thẳng không võng. Cây này độ cứng sẽ tầm 2.5-3H. Nó ra thẳng nha, ngọn không võng. Nhưng mà ngọn dịu nè. Ngọn dịu mình câu cảm giác, câu giải trí ạ. 2.5-3H. Ngọn cần 0.7 ly, trọng lượng 136 g, mã số 2 giá 500 nghìn, còn mã số 2 giá 500 nghìn ạ, có đi kèm túi vải cho các anh. Và tiếp theo mã số 3, số 3 sẽ là một cây 4m đẹp này, phô xoắn nổi toàn thân luôn, cần tay 4m, hàng đẹp nha, tem xuất này, tay cầm sẽ được làm nhám, cầm rất chắc chắn nha các anh. Và góc cần là góc 17.4 ly. Góc 17.4 ly cho mình, có đi kèm nắp chụp và túi đầy đủ luôn nha. Cho mình bảo vệ ngọn này, tránh cần khỏi xước xác, rất là tiện. Và phôi của nó xoắn nổi từ lóng thứ hai nha. Xoắn nổi từ lóng thứ hai nè, cần rất là đẹp ạ. Chiều dài 4m. Ngọn 0.7 ly và trọng lượng sẽ là 107 g nha các anh, cũng tương đối nhẹ nè. Tương đối nhẹ, nhẹ gọn nha, thích hợp đi câu suối này hoặc anh gãy rô giết đều được hết. Chô chép nhỏ, câu giải trí. Độ cứng thì được tầm 3H nha. 2.5-3H, cần ra rất thẳng, không võng. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 107 g, mã cần số 3 nha. Và giá cái này 650.000. Còn mã số 3, giá 650.000. Túi nắp đầy đủ hết cho các anh này. Rambo 4m. Và tiếp theo mã số 4. Mã số 4 sẽ là một cây cần 4m5, thích hợp dòng trôi chép nè. Các anh câu sông tự nhiên, hồ dịch vụ, trôi chép tự nhiên đều được hết. Cần có đi kèm nắp nha. Anh nào lấy cần muốn tìm túi thì báo em, em sẽ tìm túi cho các anh. Tay cầm của nó được quấn chỉ và quấn dây mây đầy đủ. Góc cần là góc 18.8 ly. Góc 18.8 ly ạ, phôi carbon xoắn toàn thân luôn. Màu nước sơn thì cũng còn được tầm
85-90% nha. Màu nước sơn của nó màu xanh rêu, khá là sáng. Này, xoắn toàn thân này, màu nước sơn xanh rêu. Phôi còn đẹp nha các anh. Phôi lóng còn đẹp, không xước xác gì nhiều. Anh nào muốn xem kỹ hơn hoặc là muốn xem video ra cần thì cứ các bạn Zalo với em nha. Và cây này độ cứng nó tầm 3 đến 3.5H này. 3 đến 3.5H. Không quá võng đâu nha các anh. Nó ra rất thẳng luôn, không có võng. Ngọn 0.6 ly. Trọng lượng 129g. Mã cần số 4 giá 650.000. Cần mã số 4 nha, giá 650.000 ạ. Có đi kèm nắp chụp. Và tiếp theo mã cần số 5. Mã cần số 5 sẽ là một cây cần tay lóng dài ạ. Cần tay lóng dài, chiều dài cây này là 3m6 nha. Phôi xoắn toàn thân này, màu mít sơn xanh rêu. Và gốc cần sẽ là 13.4 ly. Gốc 13.4 ly nha các anh. Cây này thì có chinh chiến khá là nhiều này. Có xay xước nha. Nhưng mà phôi bên trong nó sẽ không bị ảnh hưởng, không dập không gãy. Cần khoảng Suyumi này, có tem xuất đầy đủ. Và ngọn cần là ngọn 0.8 ly. Ngọn cần ngọn 0.8 ly cho các anh. Nguyên zin từ lóng ngọn luôn nha. Phôi nguyên zin. Và 36 thì cần sẽ đi kèm tổng cộng là 4 lóng. 4 lóng cho mình. Độ cứng cây này nó khoảng tầm là 3H này, ra thẳng không võng. Tầm này thì câu rô giết này hoặc là các anh câu mương suối là vừa nha. 36. Ngọn 0.8 ly trọng lượng 92g, mã cần số 5 giá 500.000. Mã cần số 5 giá 500 ạ. Và tiếp theo sẽ là cây cần mã số 6. Tiếp theo mã số 6, một cây cần tay cho các anh câu hồ dịch vụ đánh săn hàng này. Xong chấm chép nha. Chiều dài của cây này là 6m3, phôi cực kỳ dày luôn nha các anh. Phôi carbon. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn, cần phôi rất là dày. Đấy, tay cầm nó được uốn chỉ này, to, chắc tay. Ngọn sẽ là ngọn đặc nha. Ngọn đặc. Gốc cần gốc 23 ly, cầm khá là vừa. Và có đi kèm túi, túi nút đầy đủ hết luôn. Ngọn của cái này ngọn 0.9 ly nha các anh. Nguyên zin nguyên bản của cần. Phôi nguyên zin nguyên bản hết. Xoắn từ lóng thứ hai này. Xoắn toàn thân cho mình nha. Cần còn khá là sáng. Độ mới của cây này tầm 90-95% ạ. 90-95%. Và nó ra rất là thẳng nha các anh. Cây này độ cứng khoảng tầm 4.5-5H. Độ cứng cao này. 4.5-5H. Thích hợp cho các anh câu hồ săn chấm chép này. Chiều dài 6m3 nha. 6m3. Độ cứng 4.5-5H nha các anh. Độ cứng cao. Ngọn đặc. Ngọn 0.9 ly trọng lượng 414g và mã cần số 6, giá cái này 1.550.000. Cần mã số 6 nha, giá 1.550.000. Anh nào muốn xem phôi thì các bạn Zalo em nha. Phôi cây này rất dày. Và tiếp theo mã số 7 sẽ là một cây cần Ikeda của hãng Daiwa ạ. Daiwa chiều dài 1m5 và cây này của Hàn Quốc nha các. Hàn Quốc xuất Nhật nè, có mã code và tem đầy đủ hết. Bassa Bass Fuji Stainless LS6 dạng bass xếp. Cần mới nha. Cần mới, đẹp. Độ mới cây này tầm 90% này. Của Hàn Quốc nha các anh, Daiwa Hàn Quốc. Và hai khuyên cái sẽ là khuyên Fuji loại sứ đen, có nắp chụp và túi đi kèm luôn nha. Đấy, nắp chụp gỗ này. Và ngọn của nó đây. Ngọn cân là ngọn 0.4 ly nha các anh. Này, mở ra xem. Ngọn 0.4 ly này, rất dẻo dai nha. Cực kỳ dẻo và độ nảy tốt này. Độ này tốt, ngọn 0.4 ly, trọng lượng 74g. Và cây này có mã số 7, giá 1.500.000. Cần mã số 7, giá 1.500.000 ạ. Túi nút đầy đủ hết nha các anh. Và tiếp theo mã số 8. Mã số 8 sẽ là một mẫu cần lua máy ngang nha. Một mẫu cần lua máy ngang. Chiều dài của cây này là 1m98. Độ cứng MH này. Đấy, medium heavy nha các anh, độ cứng MH. Nó gần 2m nha, 1m98 gần 2m. Tải cá từ 12-26g. Tải mồi từ 12-26g, tải cá từ 10-20 lb, tải gần 10 kg cá này. Cần khỏe nha. Phôi xoắn ít toàn thân. Nó xoắn dày này nha các anh. Xoắn ít toàn thân luôn. Này, còn đẹp này. Cái này cần mới nha, của hãng Ike. Ike. Đây mà các xem khuyên thì toàn bộ là khuyên hãng hết này. Khuyên hãng. Phôi xoắn ít toàn thân. Và bass là bass hãng, dạng bass vặn. Máy ngang nó sẽ có tay cò nha, mình đặt con máy nằm trên. Tay cầm này, đẹp này. Logo này. Cần mới nha các anh.
còn mới toanh luôn, chưa qua sử dụng, và có đi kèm túi đầy đủ luôn, túi và tem còn đầy đủ. Và ngọn của cây này là 2 ly, trọng lượng 154 g, mã cần số 8 nha. Còn mã số 8 và giá cây này 700.000, mã số 8 giá 700 ạ. Và tiếp theo mã số 9. Mã số 9 sẽ là mẫu cần lure cá lóc nè, lure cá lóc hoặc cá chẽm đều được hết. Dòng này thì giá nó thích hợp cho cá mới tập câu nè, giá mềm. Chiều dài 1m8, độ cứng M nha, cần lưu máy đứng. Anh nào thích lấy máy ngang thì inbox Zalo em, máy đứng máy ngang đều có đầy đủ. Một bên xoắn thường, một bên xoắn caro ạ. Logo nè, đẹp nha các. Phôi carbon, phôi dày. Và bass sẽ là bass hãng, dòng bass vặn. Bass hãng, bass vặn, hàng China ạ. Phôi nó xoắn toàn thân luôn. Và ngọn của cây này ngọn 2.1 ly, trọng lượng 114 g. Trọng lượng 114 g, mã cân số 9 giá 350.000. Mã số 9 giá 350.000 ạ. Và tiếp theo mã số 10. Mã 10 sẽ là một cây cần lưu 2m1 nha các. 2m1, độ cứng M này. Đấy, cây này thì là máy đứng. Anh nào thích lấy máy ngang 1m8, 2m1 hoặc là 2m4 thì cứ các bạn Zalo em nha. Hoặc là liên hệ em qua số điện thoại em có ghim trên góc màn hình này. Tay cầm ở đây sẽ là cán bần này, vẫn còn nguyên siêu, logo đây. Phôi carbon, một bên xoắn thường, một bên xoắn caro. Đấy, cần rất đẹp này. Mới đẹp nha, 2m1, cứng M, thích hợp các anh lure cá lóc, cá chẽm đều được hết. Và ngọn cần sẽ là ngọn 2 ly, trọng lượng cây này là 126 g. Mã số 10 giá 380.000. Cần mã số 10 nha, giá 380.000 ạ. Thì các anh mua từ 2 sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước đó, thì bên em sẽ bao phí ship. Và tiếp theo mã 11 ạ. Tiếp theo mã 11 sẽ là một cây cần lure Abu, lure Abu Garcia ạ. Cái này nó có chiều dài là 2m49 nha các. 2m49 thì nó sẽ gần 2m5 ấy. Độ cứng ML này, Hàn Quốc xuất Nhật, Abu Hàn Quốc ạ. Độ cứng ML, tải mồi từ 0 đến mắt là 15 g, tải cá từ 8 đến 15 lb. Cần lure Abu, khoen thì toàn bộ là khoen hãng nè. Khoen hãng, bắt vặn. Tay cầm của nó sẽ là dạng cán gỗ bần nha, nó vẫn còn nguyên siêu luôn. Phôi carbon, khoen sáng đẹp này, Abu Garcia. Độ mới của con thì còn được khoảng tầm 85% ạ. 85%, đây nó bị những cái vết dính keo thôi. Bị vết dính keo chứ không xây xước gì nhiều và cũng không có dập gãy phôi nha các. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng này. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 161 g, mã cần 11, giá 750.000. Mã cần số 11 nha, giá 750.000 ạ. Và tiếp theo mã cần 12. 12 thì sẽ đi kèm nguyên combo luôn. Và combo này thì em bán giá cần, còn máy và phụ kiện thì là tặng nha các anh. Một cây cần lưu này, một cây cần lưu máy ngang 5 khúc nha. Cái này thu gọn của nó dưới 50 cm, chỉ có 48 cm thôi. Và có đi kèm túi luôn cho các anh bỏ vào. Cần mới này, đẹp. Phôi xoắn hai da toàn thân. À, xoắn ít toàn thân luôn nha. À, xoắn nó rất dày nè. À, rất dày. Logo này. Tay cầm là dạng cán bần. Và bass sẽ là bass hãng nha, bass vặn. À, bass vặn cho cam. Và máy ngang nó sẽ có tay cò này. À, nó xoắn hai da toàn thân luôn. Và khoen đây mời các xem. À, khoen cần đây. À, khoen sứ đen nha. Khoen sứ đen, khoen vẫn còn rất là sáng. Con mới mà chưa qua sử dụng. Đấy, khoen sáng bóng luôn. Phôi dày nha các. Đấy, còn lua này, còn nguyên tem. Và chiều dài của con, chiều dài của cây này là 2m1 nha. 2m1, độ cứng M, tải mồi từ 7 đến 21 g, và tải cá của nó sẽ từ 8 đến 16 lb này. 2m1, cứng M. Hãy cần lua 5 khúc nha, ngọn 2 ly, trọng lượng 130 g ạ. Trọng lượng 130 g. Và tiếp theo là máy nha các anh. Máy là một con máy lưu ngang tay trái nè. Đấy, máy lưu ngang tay trái cho các anh, tay quay đô nha. Đấy. Tay trái, các anh nào dùng tay phải thì cứ báo em có cả máy tay phải cho mình này. Đây núm sabun, núm sabun con mồi. Bạch đạn của nó là 18+1 nha các anh. 18+1, lăng chi cước vẫn còn sáng này. Đấy, ratio rất cao, ratio con này 7.2. Quá thích hợp để câu lưu rồi. Đấy, có đi kèm cả hộp nha. Cả hộp của nó đây. Máy lưu ngang tay trái. Và tặng kèm con máy thì sẽ có một cái túi móc khóa này, một con nhái, một con nhái và một cuộn dây dù nha.
Đây, và một cuộn dây dù ạ. Dây dù này dây số 3. Và một cuộn như này sẽ là 100m ạ. Dây dù nha các. Dây dù số 3 này, em có cả số 1 và số 3. Hãy canh lấy dây số mấy thì cứ báo em. Đấy, dây dù nha. Đấy. Và combo này thì sẽ có một con này và 4 món quà tặng cho các. Máy này, nhái, dù và móc khóa nha. Và combo này có mã số 12 giá 1.450.000. Combo mã 12 nha, giá 1.450. Nào chuyển khoản thì em sẽ bao phí ship nha. Và tiếp theo mã 13 sẽ là một cây cần ISO khoen nhỏ. Chiều dài 5m3, độ cứng 1 ạ. ISO khoen nhỏ của hãng Daiwa và cây này là hàng Japan nha các. Made in Japan, có mã code và tem đầy đủ luôn. Khoen thì toàn bộ là khoen Fuji, loại sứ xám. Bát Fuji FS6, bát xếp ạ. Cần ISO Daiwa. Nó có chế độ zoom nha, và chế độ zoom này của nó hình như là tầm 4m5 hay là 4m8 gì đấy. Nó không có ghi thông số trên cần nha các. Ngọn thì sẽ là ngọn 1.6 ly. Ngọn cần 1.6 ly này, phôi xoắn từ lóng ngọn luôn. Khoen thì toàn bộ là khoen Fuji, loại sứ xám. Toàn bộ là Fuji sứ xám hết. Và ở 4m5 này, 4m5, 4m8 này thì độ cứng nó sẽ được tầm 1.5 nha. Còn ở 5m3 thì sẽ là độ cứng 1 này. 5m3 độ cứng 1. Cần ra thẳng nha các, nó không có võng. Hạ cần tay sẽ được tầm 2.5-3H. 2.5 đến 3H. Cần ra thẳng nhưng mà ngọn nó dịu thôi, chứ nó không võng nha. Ngọn 1.6 ly trọng lượng 180g, mã cần 13, giá cái này 750.000. Giá 750.000 nha, cho một cây ISO chế độ zoom này. Đa qua 5m3. Và tiếp theo mã số 14 sau một cây ISO của Shimano ạ. ISO Shimano 4m5, độ cứng 1.5 và cái này là hàng Indonesia xuất Nhật. Có mã code này, tem vàng đầy đủ luôn. Bass Fuji FS6 dạng bass xếp. Màu nước sơn này, nguyên zin của Shimano nha các. Nguyên zin Shimano. Khoen thì toàn bộ là khoen Fuji, loại sứ xám ạ. Fuji sứ xám. Ngọn cân là ngọn 1.1 ly. Và cái này nó đi kèm tổng cộng là 4 khoen chạy ạ. Các phôi lóng nguyên zin của Shimano hết. Em mở ra xem nha. Ngoại hình này tầm được 85-90%. Còn sáng. ISO khoen nhỏ câu đơn này, câu ghê. Mà là các anh có thể hạ cần tay. Cái này hạ cần tay sẽ được tầm 3-3.5H. 4m5, độ cứng 1.5, ngọn 1.1 ly, trọng lượng 154g. Và cái này có mã số 14 nha, giá 750.000. Mã cần số 14, giá 750.000. ISO Shimano này. Và tiếp theo mã cần 15. 15 sẽ là một cây ISO NFT ạ. NFT dòng Power Lock này, 4m5, độ cứng 1.5 luôn. Cái cây này nó có tem này, đầy đủ hết nha các. Bát Fuji FS6 dạng bát xếp. Bát xếp cho mình. Tay cầm sẽ được làm nhám này, NFT. Và phôi sẽ là phôi xoắn vân nha. Xoắn vân toàn thân, NFT Power Lock ạ. Cái này ngọn của nó, ngọn 0.7 ly. Ngọn còn 0.7 ly này. Nó đi kèm khá nhiều khuyên chạy. Cái này sẽ có tổng cộng là 5 khuyên chạy. Các phôi lóng nguyên zin của NFT sẽ xoắn vân từ lóng thứ hai. Xoắn vân từ lóng thứ hai này. ISO NFT nha các. 4m5, độ cứng 1.5 ạ. Ngọn cần sẽ là 0.7 ly, trọng lượng 142g. Ra thẳng là không võng nha. Ngọn dịu, độ nảy cao. Và mã số là mã 15, giá 950.000. Mã cần 15 giá 950 ạ. Vô xoắn vân toàn thân, trừ lóng ngọn. Ngọn hình 85-90%. Và tiếp theo mã 16. 16 sẽ là một cây NFT 5m4, độ cứng 1.5 ạ. 5m4, cứng 1.5 nha. Tem vàng này, bát Fuji FS6. Phôi cũng xoắn vân toàn thân luôn. Và ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly ạ. Cây này ngọn 1 ly, trọng lượng 190g. Nếu nào hạ cần tay thì báo em, bên em có hỗ trợ hạ cần tay cho các anh nha. Có hỗ trợ hạ cần tay. NFT 5m4, cứng 1.5 ạ. Xoắn vân toàn thân cho mình luôn. Ngọn 1 ly, trọng lượng 190g. Và cần ra thẳng này, không võng nha. Ra thẳng không võng. Cái này thì tình trạng là nó có hao hụt 15cm nha các. Thì nó còn khoảng tầm là 5m25. Còn được tầm 5m25. Và mã số 16 giá 950.000. Mã cần 16 giá 950 ạ.
Và tiếp theo mã 17, một cây xô luôn ạ, một cây xô đẹp này, 5m4 độ cứng 2. Cái này của dòng Marine nha. Tay cầm ở đây sẽ được làm nhám nè, nó làm nhám ở đây. Và cái này thì tình trạng là cũng có hao hụt 20cm. Chiều dài thực của nó sẽ là 5m2 nha các. 5m2, cây này phôi dày, độ cứng cao, độ cứng tốt. Cần có tổng cộng là 3 khuyên chạy và phôi nó xoắn từ lóng ngọn luôn. Ngọn to nha, ngọn 2 ly. Anh nào thích hạ cần tay câu bạo lực thì có thể tham khảo qua cây này. Ngoại hình bên trong 85% nha, có xước sát li ti ạ. Xước li ti và vết hạt cát này. Cái này phôi rất dày nha các. Nó ra thẳng tóc luôn, nó không võng tí nào hết. Hạ cần tay chắc sẽ được tầm 3.5 đến 4H. Cái này hạ cần tay 3.5 đến 4H cho các nha. Chiều dài thực là 5m2 này. Ngọn 2 ly, trọng lượng 305g, mã cần số 17. Mã cần 17 giá 600.000, mã 17 giá 600 ạ. Và tiếp theo mã cần 18. 18 sẽ là một cây Daiwa. Cần ISO Daiwa 6m3 độ cứng 1. Cây này phô cũng xoắn ít toàn thân luôn. Xoắn ít toàn thân cho mình, tem đầy đủ này. Bát Fuji FS6 dạng bát xếp và có đi kèm nóc chụp nha. Có đi kèm nóc chụp. Khuyên nó khuyên xịn nha các, toàn bộ là khuyên Fuji xứ xích hết. Khuyên Fuji, loại xứ xích, cần có tổng cộng là 6 khuyên chạy. 6 khuyên chạy nha. Này, cắt lóng này. Mời ta xem ạ. Tới lóng thứ hai thì nó đã xoắn ít 2 da nè. Đã xoắn từ lóng thứ hai nha. Ngoại hình nước sơn thì còn được tầm 90%. ISO câu đơn gần, câu cầu cảng này. Có thể hạ làm cần tay, câu đơn đài. Độ cứng 1 thì cần ra, ngọn nó sẽ hơi dịu một tí nha các. Họ sẽ hơi dịu xuống một tí này. Còn hạ cần tay thì nó sẽ được tầm 3-3.5H. 3-3.5H, vô xoắn nít toàn thân. Xoắn nít toàn thân cho mình luôn. Ngọn 0.9 ly, trọng lượng 248g. Mã cần số 18, giá cây này 1.450.000, có đi kèm nắp chụp ạ. Mã số 18 nha, giá 1.450.000. ISO Daiwa 6m3 độ cứng 1. Và tiếp theo mã 19 ạ. Mã 19 sao một cây cần lua nha các, một cây cần lua dạng lua rút này, dòng Seabass. Chiều dài cần 1m, chiều dài cần là 3m3, có tổng cộng 4 lóng. Hãng Suyumi này, tem đầy đủ. 3m3 4 lóng nha. Bát sẽ là bát Fuji dạng bát vặn và tay cầm của nó mút cứng, khá là chắc chắn. Khuyên thì toàn bộ là khuyên Fuji xứ xám luôn, còn có 4 lóng và 4 khuyên chạy. 4 lóng, 4 khuyên chạy cho các anh. Khuyên thì khuyên Fuji xứ xám nha. Và đây là gen chống nổ của nó, không phải rơi khuyên đâu nha các. Không phải rơi khuyên đâu. Vì nếu rơi khuyên thì khuyên này nó sẽ không thể tới đây được. Đây là một cái khuyên chạy nè, khuyên cá là một khuyên chạy. Đấy, nó có hai cái gen chống nổ. Và độ cứng cái này khoảng tầm là M. 3m3 độ cứng khoảng tầm M nha. Các anh đánh lóc chẽm thoải mái này. Ngọn cần 2.2 ly, trọng lượng 251g, mã số 19, giá cái này 750.000. Còn mã 19 giá 750. Phôi lóng còn tốt nè. Độ cứng cao, độ cứng M. Ngoại hình thì có xước sát li ti theo năm tháng thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến phôi đâu nha. Mã số 19 giá 750.000. Và tiếp theo mã 20. Mã 20 sẽ là một cây ISO khuyên lớn, câu đơn này, câu ISO gần gần biển này. Mời bạn xem ISO khuyên lớn nha. Khuyên lớn. Và cây này là hàng Japan, Daiwa Japan, 5m3 độ cứng 3 ạ, không quá cứng, không quá mềm. Vừa đánh nha. Bát là dạng bát vặn này. Còn ISO khuyên lớn Daiwa. Và khuyên toàn bộ là khuyên Fuji, lọ xứ xám. Fuji xứ xám cho mình. Ngọn cần 2.1 ly. Và nó có 3 khuyên chạy nha. 3 khuyên chạy và 5 lóng. Phôi xoắn từ lóng ngọn. 3 khuyên chạy và 5 lóng cho các anh. Phôi rất đẹp này. Ngoại hình bên trong nó chắc tầm được 85-90%. À, đây có vết xước nha các anh. Có vết xước. Không dập không gãy nha. Chỉ là vết xước thôi. Và cần ra thẳng tóc luôn. Anh nào muốn hạ cần tay đánh bạo lực thì tham khảo cái này. Hạ cần tay được tầm 4-5H. Ngọn 2.1 ly, trọng lượng 375g, mã cần 20 nha. Mã số 20. Và giá của cây này là 900.000. Còn mã 20 giá 900 ạ. 5m3 độ cứng 3.
Và tiếp theo mã 21 sẽ là một cây cần 3 khúc nha các. Một cây 3 khúc, cây này mới toanh luôn. Độ mới nó 90-95% nè. Tem đầy đủ, chiều dài cần 3m3, độ cứng 30, hãng Olympic nha. 2m3 cứng 30. Khuyên thì toàn bộ là khuyên Fuji sứ đen. Các phô lóng nè, nguyên zin nguyên bản hết. Màu nước sơn màu xanh cho các nặng. Và bát ra bát Fuji chữ vàng nhận bát vặn. Tay cầm mút cứng. Khuyên thì là khuyên sứ đen, khuyên Fuji loại sứ đen. Tay cầm mút nha, tay cầm mút cứng, rất chắc chắn. Và ngọn sẽ là ngọn 2 ly, trọng 248g. Cái này mã 21 giá 900.000. Mã cần 21 giá 900 ạ. Có tem đầy đủ hết ạ. Tem vàng đầy đủ. Cần rất đẹp nha, có đi kèm túi vải đường cần. Và tiếp theo mã 22. 22 sẽ là một cây cán vợt carbon chiều dài 6m. Cán vợt carbon cho mình. Gen của nó là gen 11 nha các. Hàng cán vợt mà 6m bây giờ thì nó cũng rất là ít hàng nè. Rất ít hàng về, chủ yếu là 4m5 và 5m4. Các phôi lóng đều xoắn hết nha. Đều xoắn hết và ngoại hình bên trong rất sáng. Bên ngoài thì hàng vận chuyển về nó không tránh khỏi xe xước rồi. Bên trong thì còn được tầm 90% nè. Nó ra rất là thẳng nha. Cứng cáp chắc chắn. Các phôi lóng bên trong đẹp. Và 6m này thì họ đã tính cả mặt vợt nha. Nên các anh muốn tính chiều dài thực cứ trừ đi tầm 40-50cm. Gen 11 trọng lượng là 680g. Mã 22 giá 750.000. Cán vợt mã 22 nha, giá 750 nè, cán vợt 6m. Và tiếp theo mã 23. 23 sẽ là một cây cần đu một khúc. Đu một khúc nha các. Cần máy ngang nè. Và đây mình đọc thông số. Thông số của cần. Chiều dài là 1m8 ạ. Chiều dài 1m8, độ cứng là L. Tải mồi từ 1/8 đến 1/2 OZ, tải cá từ 6 đến 14 LB, tải hơn 5kg cá. Luôn một khúc, máy ngang. Khuyên thì toàn bộ là khuyên Fuji, loại sứ xám hết. Toàn bộ khuyên Fuji sứ xám, ngoại hình thì còn được tầm 85%. 85% này. Không dập, không gãy nha. Cần luôn một khúc, 1m8, cứng L. Nhưng mà một khúc thì nó sẽ cứng hơn cần ráp khúc cho mình. À, độ cứng thực của nó khoảng tầm ML nha các. Ngọn 1.8 ly, trọng lượng 109g, mã 23 giá cái này 700.000, mã cần 23 giá 700. Bát là bát hãng nè, bát vặn. Tay cầm mút nha, rất êm tay. Mã số 23 giá 700.000. Và tiếp theo mã 24. Mã 24 cũng là một cây cần luôn một khúc máy ngang luôn. Bờ cây này, bờ cây. Và chiều dài của cần sẽ là 1m8. Cây này độ cứng M nha, tải mồi của nó từ 1/4 đến 3/4 OZ. Và tải cá từ 8 đến 20 LB, gần 10kg cá này. Tải cao, tải cá cao nha. Và khuyên toàn bộ là khuyên Fuji xứ xích hết. Dàn khuyên Fuji, loại xứ xích. Ngọn cần là ngọn 2.2 ly. Ngọn cần 2.2 ly, này, đầu bu nguyên zin luôn nha. Nguyên zin nguyên bản này, các anh nhìn đường chỉ là mình có thể thấy được. Nguyên zin nguyên bản. Bu xích chống xoắn ạ. Màu nước sơn thì còn được tầm 85-90%. Ở đây nó có dính keo này. Và không xây xước nhiều. Và không dập không gãy. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng ạ. Luôn một khúc máy ngang. Bát Fuji dạng vặn này. Tay cầm. Cả trên và dưới đều là cán gỗ bần. Ngọn 2.2 ly, trọng 120g. Mã 24 và giá cây này 1.100.000 nha. Còn mã 24 giá 1.100.000. Tiếp theo mã 25 sẽ là một cây lua một khúc máy ngang của dòng tim đai qua ạ. Luôn một khúc máy ngang tim đai qua. Cái này bản Đài Loan xuất Nhật và chiều dài của nó sẽ là 1m89, gần 1m9. Độ cứng M. Tải mồi 1/8 đến 1/4 OZ, tải cá từ 8 đến 12 LB này, tải hơn 5kg cá. Tem vàng. Khuyên thì là khuyên xích, khuyên xịn luôn. Máy ngang nha các. Khuyên xích thì nó sẽ ra dây nhanh này, cái độ chống xoắn dây của nó cao. Rồi vô đây. Nguyên zin nguyên bản hết nha. Các lóng này, các khuyên này, nguyên zin hết. Khuyên Fuji xứ xích ạ. Dòng tim đa qua. Ngọn 1.4 ly, trọng lượng cần là 122g. Mã 25 giá 750.000. Mã cần 25 giá 750 nha. Tay cầm cán gỗ bần này. Và tiếp theo mã 26. 26 giờ một cây lưu một khúc máy ngang luôn. Hôm nay thì toàn bộ 4 cây đều là máy ngang hết. Và chiều dài của cần sẽ là 2m04 nha các. Nó là 2m04. Cần khoảng micrograph này, độ cứng M.
phải mồi 1/4 đến 3/4 Z, phải cá từ 10 đến 16 lb. Micrograph nha. Ở đây sẽ xoắn dạng caro này. Và khoen đây mở xem. Máy ngang nha. Máy ngang. Bắt hãng bắt vặt, tay cầm mút cứng. Và khoen nó sẽ là khoen Fuji xứ xích. Đấy, dàn khoen xịn luôn, một khoen xịn cho bạn. Cái này thì đã thay đầu bu này, hình như có hộp. Có hộp nha. Đã thay đầu bu. Và ngọn sẽ là 2.4 ly, trọng lượng 160g, mã 26 giá 800.000, mã cần 26 giá 800. Micrograph ạ. 2m04 cứng M. Và tiếp theo mã 27. 27 sẽ là một cây cần 3 khúc nha các anh. 3 khúc 3m6 này, đơn ngâm lăng xê, câu sông hồ, hoặc anh có thể câu biển được. Độ cứng cao 3m6 và độ cứng nó độ cứng tầm 80 đến 100 nha. Đánh là hồ dịch vụ săn tra săn mè này. 36 cứng 80 đến 100. Tải mồi từ 100 đến 250 g, tải cá từ 20 đến 40 lb, tải gần 20 kg cá. Khăn đánh tre thoải mái nha. Thoải mái luôn. Phôi này xoắn toàn thân. Phôi carbon nha các anh. Và khoen của nó rất to này. Khoen hãng, khoen ba chân. Khoen đời ba rất to luôn. Khoen bắt hãng. Ngọn cân là ngọn 3.7 ly, trọng lượng cây này 570g, mã 26 giá 480.000. Mã cân 26 giá 480 ạ. À, mã 27 nha các anh, mã 27 giá 480. Và tiếp theo là mã 28. 28 sẽ là một cây 3m9, này tải mồi và tải cá của nó cũng giống nhau này, hàng Korea nha các anh. Korea, khoen bắt hãng hết. Toàn bộ là khoen bắt hãng, khoen ba chân. Phôi carbon nha. Có thể câu tre mè hoặc là các anh đánh bạch bãi này, câu lục đầu cần được ạ. Phôi xoắn toàn thân luôn, ngọn 3.7 ly. Trọng lượng cái này sẽ là 630g, mã cần số 28, mã cuối cùng. Và giá cái này sẽ là 550.000 nha. Mã 28, giá 550. Và em cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo của kênh em ạ. Chúc các anh đi câu may mắn nha.